Lưu Khải Uy bị tố lợi dụng fan Việt để bôi xấu vu oan Dương Mịch là người mẹ vô trách nhiệm. Drama nhà Dương Mịch Lưu Khải Uy đang là tâm điểm chú ý của netizen Trung Quốc. Rất nhiều blogger và tờ báo xứ Trung bất ngờ réo tên cả fan Việt Nam vào cuộc khi mà những bằng chứng cho thấy Lưu Khải Uy cố tình chiêu trò bôi đen vợ cũ. Cụ thể, vào chiều 1 tháng 6, nhiều tờ báo đưa tin Lưu Khải Uy đã tổ chức sinh nhật riêng cho Tiểu Gạo Nếp. Bức ảnh party tràn ngập màu hồng cùng bóng bay, hình vẽ chibi hai bố con liên tục được chia sẻ. Điều này khiến dân tình cho rằng Dương Mịch hoàn toàn vắng bóng trong tiệc sinh nhật con gái. Nhiều netizen ném đá nàng Bạch Thiển vì cho rằng cô vô trách nhiệm, mãi mê công việc, cặp tình trẻ chứ không để ý đến con. Vậy nhưng fan của Dương Mịch đã phát hiện ra rằng, thực chất đây là những tấm hình do fan Việt Nam chụp và chia sẻ cách đây 2 năm. Đây là party nhỏ mà fan Lưu Khải Uy tổ chức năm 2019 để chúc mừng sinh nhật bé Tiểu Gạo Nếp, có gửi tặng quà cho cả bé lẫn tài tử họ Lưu. Trong hình còn có cánh tay của rất nhiều người chụp, cho thấy đây là một buổi tiệc do nhiều người đứng ra chuẩn bị. Trên mạng xã hội, nhiều người cực lực lên án Lưu Khải Uy. Anh ta cố tình lôi ảnh cũ ra để chiêu trò hãm hại Dương Mịch ư? Tự xây dựng hình tượng là người cha tốt hay sao? Tôi chỉ thấy khổ thân Tiểu Gạo Nếp, tự dưng bị lôi vào drama này. Về phía Dương Mịch, CNET cũng nhận ra rằng kể từ năm 2018, Dương Mịch không đăng bất kỳ bài nào chúc mừng sinh nhật con gái. Trong đó, ông Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy, cũng dần dần tỏ ra tránh né, khó chịu khi bị hỏi về cô con dâu cũ. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, người ta nhận ra rằng ông Lưu Đan rất cởi mở khi chia sẻ về con trai và cháu nội. Tuy nhiên, ngay khi cái tên Dương Mịch được nhắc đến, ông Lưu lập tức im lặng và chỉ trả lời tôi không biết. Sau khi ly hôn vào cuối năm 2018, Lưu Khải Uy nhận quay 2 phim truyền hình. Còn từ đầu năm 2020, anh chưa có dự án mới. Trái lại, Dương Mịch luôn bận rộn trên phim trường. Ngay khi phim Cảm ơn bác sĩ tạm dừng quay vì Covid-19, cô lập tức chuyển qua quay phim cổ trang Học cho phu nhân. Trước tin đồn Lưu Khải Uy thua kém vợ cũ, nghệ sĩ gạo cội Lưu Đan đã lên tiếng phản bác tin đồn thay con trai. Lưu Đan cho biết Lưu Khải Uy thích thử thách bản thân và hiện tìm kiếm những trải nghiệm mới với loại hình kịch nói. Để tập trung cho sự nghiệp sân khấu, anh đã từ chối 2 lời mời phim dài tập. Lưu Đan cũng khẳng định Lưu Khải Uy là người bố tốt, biết lo cho gia đình. Khi làm việc ở xa, anh đều đặn gọi video cho bé Tiểu Gạo Nếp mỗi tối. Lúc trống lịch, anh dành trọn thời gian bên con gái. Song song đó, một nguồn tin cho hay Dương Mịch có ý định giành lại quyền nuôi con. Người đưa tin cho hay Lưu Khải Uy muốn đưa con gái tham gia một show truyền hình với mục đích lấy lại tiếng vang cho mình. Biết chuyện này, Dương Mịch rất giận. Cô tuyên bố sẽ đón Tiểu Gạo Nếp về ở chung nếu Lưu Khải Uy thực hiện ý định này. Thực tế, đây không phải là lần đầu tin tức Dương Mịch muốn giành quyền nuôi con xuất hiện trên truyền thông. Theo một tờ báo giải trí tại Hồng Kông, gia đình Lưu Khải Uy lo lắng mất quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp. Vì vậy, nghệ sĩ Lưu Đan chủ động giảm bớt lượng công việc ở đài TVB cùng vợ chăm cháu nội nhằm đảm bảo quyền lợi của con trai. Không lâu sau khi xác nhận ly hôn, Dương Mịch từng tỏ ra quyến luyến con tại sân bay. Cô còn viết bài bày tỏ tình mẫu tử trên mạng. Thời gian gần đây, trên mạng râm ran tin đồn Dương Mịch không bỏ bê con cái mà là bị gia đình Lưu Khải Uy gây khó dễ trong việc gặp con. Trang Baisa House tiết lộ thì Dương Mịch rất muốn gặp Tiểu Gạo Nếp, tuy nhiên gia đình Lưu Khải Uy lại gây khó dễ không để cho cô bước chân đến nhà họ. Ngay cả khi được gia đình Lưu Khải Uy cho phép thì nàng Bạch Thiển cũng chỉ có thể gặp con gái ở nhà hàng hoặc khách sạn trong khoảng thời gian ngắn. Có lẽ công chúng đã có cái nhìn sai lệch về Dương Mịch khi họ không thể biết sự thật đằng sau là gì. Ngoài ra, một bộ phận cư dân mạng cho rằng Tiểu Gạo Nếp là con gái do Dương Mịch sinh ra, chắc chắn nữ diễn viên không thể nhẫn tâm bỏ rơi cô bé như nhiều người vẫn nghĩ. Suốt những năm qua, Dương Mịch không hề lên tiếng về những tin tức tiêu cực này, nhưng không có nghĩa là cô thực sự là một người mẹ vô trách nhiệm, bỏ bê con cái và chỉ nghĩ cho bản thân.